Hello quý vị và các bạn thân mến, Tony xin chào mừng mọi người trở lại kênh của mình. Thì hiện tại bây giờ là ngày 29 tháng 11 năm 2020, tức là sáng Chủ nhật đó các bạn, 11:33 sáng tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Trước hết là chúc tất cả mọi người một ngày Chủ nhật an lành và mạnh khỏe. Rồi, thường thường thì Chủ nhật ít có bao giờ có những cái thông tin gì mà nóng hổi, vừa thổi, vừa ăn, vừa nghe lắm. Nhưng buổi sáng ngày hôm nay thì Tony xin chia sẻ cũng như là cập nhật lại với các bạn những cái tình hình trong cái vụ kiện mà pháp lý về cái chuyện bầu cử tổng thống cũng như là kết quả đó, thì mình sẽ gom lại hết những cái gì nó đã xảy ra trong cái tuần rồi cho đến hiện tại bây giờ để mình cập nhật và chia sẻ lại với các bạn. Đó là những gì mà mình sẽ nói trong cái video ngày hôm nay, mời các bạn theo dõi nhé. Thì theo như thông tin thì chắc các bạn đã biết, hiện tại bây giờ có rất là nhiều tiểu bang đang nằm trong dòng pháp lý thư kiện từ phía bên Tổng thống Trump về cái chuyện gian lận trong cái cuộc bầu cử năm nay cũng như là những cái máy đếm phiếu và phiếu giả. Trước hết là tôi này xin cập nhật với các bạn cái chuyện tiểu bang Pennsylvania. Thì hiện tại bây giờ có hơn mười mấy đảng viên phía bên đảng Cộng hòa, người ta đã lên tiếng và bác bỏ cái chuyện xác nhận cái kết quả bầu cử của cái tiểu bang Pennsylvania là điều thứ nhất. Điều thứ hai, người ta đang lên kế hoạch để bác bỏ các đại cử tri đoàn, tức là người ta không chấp nhận cho các đại cử tri đoàn ở tiểu bang Pennsylvania đi bỏ phiếu tổng thống. Thì đây cũng là một cái tin rất là vui cho phía tổng thống Trump, là điều thứ nhất. Tại vì nếu mà không có đại cử tri đoàn đi bỏ phiếu thì dĩ nhiên người ta sẽ có cái cách khác để bỏ phiếu cho Tổng thống Trump, và cái cách kia thì nó sẽ có rất là nhiều ưu điểm cho phía bên Tổng thống Trump. Bây giờ mình sẽ đi vào cái tiểu bang thứ hai, đó là tiểu bang Georgia. Thì bên phía Tổng thống Trump đang đưa ra các vụ kiện, thì bên cạnh đó cũng có một cái chiến dịch từ phía bà Sidney Powell. Thì bà Sidney Powell đã đệ đơn và kiện tiểu bang Georgia, là kêu thống đốc tiểu bang Georgia phải hủy bỏ cái kết quả của cái cuộc bầu cử tại cái tiểu bang này và đổi ngược lại cái kết quả. Tổng thống Trump mới là người chiến thắng của cái tiểu bang này, và bà đưa ra những cái đơn thư kiện là gian lận tại đây cũng như là những cái máy đếm phiếu cũng như là những cái phiếu giả. Và sau đây thì tôi này xin chia sẻ với các bạn những cái chi tiết mà cái vụ kiện bà Sidney Powell đã kiện tiểu bang Georgia. Bà Sidney Powell, người đang theo đuổi trách nhiệm để mà giải trình về trường hợp gian lận cử tri bắt nguồn từ cái việc sử dụng máy kiểm phiếu của công ty Dominion, và đã đệ đơn ra các cáo buộc gian lận bầu cử trên diện tích rộng và nhiều vi phạm hiến pháp và luật pháp của tiểu bang Georgia trong cái cuộc bầu cử năm nay. Thì đơn kiện nêu trên đã được đệ trình thay mặt cho đại cử tri đoàn của đảng Cộng hòa, chủ tịch đảng Cộng hòa cũng như là các thư ký trợ lý của đảng Cộng hòa tại tiểu bang Georgia, và yêu cầu thống đốc tiểu bang Georgia Brian Kemp và bộ trưởng nội vụ và các quan chức khác phải hủy bỏ cái kết quả tại đây, và coi như phải đổi ngược lại cái kết quả là Tổng thống Trump mới là người chiến thắng thật sự. Sau đây thì tôi này xin chia sẻ với các bạn một cái tiểu bang kế tiếp, đó là tiểu bang Arizona. Thì vào ngày mai sẽ có một cái buổi điều trần tại cái tiểu bang Arizona. Các thẩm phán của tiểu bang Arizona, người ta đã mở ra cái cuộc điều trần bắt đầu là ngày mai đó, để cho phía bên luật sư của Tổng thống Trump đưa ra các nhân chứng, các bằng chứng về cái vụ kiện gian lận tại cái tiểu bang này trong cái cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Cho nên đây là lại thêm một cái tin tốt cho phía bên Tổng thống Trump, tại vì hiện tại bây giờ không chỉ có tiểu bang Pennsylvania mới có những cái cuộc điều trần đâu các bạn, mà hiện tại bây giờ có rất là nhiều tiểu bang, những thẩm phán, những tòa án người ta thấy là bắt đầu có những cái sự gian lận trong cái cuộc bầu cử, cho nên người ta bắt đầu mở ra chiến dịch, mở ra các cuộc điều trần để điều tra và coi như nghe những cái nhân chứng cũng như là xem những cái bằng chứng. Cho nên ngày mai thì tiểu bang Arizona sẽ có cái cuộc điều trần để cho cơ hội phía bên Tổng thống Trump đưa ra các nhân chứng và các bằng chứng. Rồi, tiểu bang kế tiếp mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là tiểu bang Nevada. Thì ngày 4 tháng 12 này thì coi như có một cái cuộc hẹn, tại vì các thẩm phán của tiểu bang Nevada đã chấp nhận cho phía bên Tổng thống Trump có một cái cuộc điều trần để đưa ra các nhân chứng và các bằng chứng. Thì các bạn thấy đó, hiện tại bây giờ cuộc chiến pháp lý nó đang diễn ra rất là sôi nổi chung quanh nhiều tiểu bang.
Và một lần nữa thì Tony xin nhấn mạnh lại với các bạn là hiện tại bây giờ chưa có kết quả chính thức 100% ai là tổng thống của nước Mỹ đâu các bạn nha. Sofa các đài truyền thông người ta đưa ra, người ta dự đoán, người ta phỏng đoán thôi, nhưng thật sự thì nó không phải là như vậy. Tại vì có rất là nhiều tiểu bang người ta chưa có chứng nhận kết quả, cũng như là cái kết quả nó chưa có được chứng thực 100%, và nó đang nằm trong vòng pháp lý thì dĩ nhiên đang trong thư kiện thì cái kết quả đâu có, nó gọi là đâu có giá trị, đúng không các bạn? Đó, thành ra ngày mai Arizona kế tiếp sẽ là Nevada, và hiện tại bây giờ Pennsylvania thì có mười mấy đảng viên của đảng Cộng hòa đang bác bỏ cái đại cử tri đoàn đó, thấy chưa? Thì thành ra tất cả các sự kiện này nó đang nghiêng cái ưu điểm, cái lợi thế về phía bên tổng thống Trump. Rồi là điều thứ nhất. Điều thứ hai thì tôi này xin chia sẻ với các bạn luôn là vào ngày hôm qua thì thường thường các đài truyền thông chính thống ở Mỹ này đa số, ví dụ như là đài Fox News, CNN News, đa số là nghiêng về phía ứng cử viên Joe Biden hoặc là phía đảng Dân Chủ đi, mình nói vậy cho dễ hiểu. Ít có bao giờ mà ai mà nói tốt hoặc là nói thiên vị về cho phía bên đảng Cộng hòa hay là tổng thống Trump. Rồi, trong mấy tuần vừa qua thì các bạn nghe các đài truyền thông là nói ứng cử viên Joe Biden là thắng cử, đắc cử này kia nọ, là chuẩn bị vào Nhà Trắng, chuẩn bị làm tổng thống, đúng không? Nhưng mà bây giờ người ta hơi bị hố, hình như là như vậy đó. Tức là sau những cái thông tin người ta đưa ra thì bây giờ người ta biết là có thể người ta sợ bị hố sau này, sợ khi mà kết quả lật ngược lại á thì người ta sẽ bị, có thể nói là bị dân Mỹ người ta tẩy chay, hay là người ta sẽ bị nói xấu hay là bị chửi. Thành ra bây giờ người ta bắt đầu người ta sẽ đính chánh lại từ từ các bạn. Thì ngày hôm qua phía bên đài CNN có đưa ra một cái coi như thông tin như thế này là tổng thống Trump có thể là người chiến thắng vào giờ phút cuối cùng. Và người ta nêu ra là như thế này: nếu chỉ cần 3 tiểu bang thôi bác bỏ cái đại cử tri đoàn đi bỏ phiếu tổng thống, đúng không, thì tức là sẽ có cách khác bỏ phiếu cho tổng thống, đó là hạ viện ở liên bang sẽ là người bỏ phiếu. Thì thường thường á, hạ viện ở liên bang thì đa số là đảng Cộng hòa có 27 ghế và đảng Dân Chủ có 23 ghế đó. Thành ra khi mà chỉ cần 26 ghế thôi là đảng Cộng hòa bỏ cho tổng thống Trump á, thì tổng thống Trump là người đắc cử rồi. Cho nên CNN đã coi như đưa ra cái thông tin đó để chi gỡ gạt, sợ sau này bị hố, cái kết quả nó lật ngược lại thì sẽ bị quê với người dân Mỹ, cho nên đã đưa ra cái thông tin vào ngày hôm qua. Thì đó cũng là một cái thông tin sốc cho ứng cử viên Joe Biden, cũng như là rất là vui cho phía bên tổng thống Trump. Rồi sau vài phút nhanh gọn lẹ, Tony tổng hợp lại các sự kiện trong dòng pháp lý cũng như là tình hình mà pháp lý hiện tại bây giờ nó đang xảy ra trong nhiều tiểu bang. Thì Tony cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ ra vài phút thời gian ngày Chủ nhật để xem cái video này. Nếu các bạn thấy cái thông tin nó hay, nó hữu ích thì các bạn đừng ngần ngại bấm nút chia sẻ để mọi người cập nhật cái video này, cũng như là đừng quên để lại một cái like ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Have a good Sunday and see you in the next video. Bye bye.